Hi, hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Vietnamese G-Shock Reviewer, kênh review G-Shock dành riêng cho người Việt. Thì hôm nay mình sẽ làm một đoạn video clip về việc review và hướng dẫn sử dụng một trong những model khá là nổi tiếng trên thị trường G-Shock hiện nay, model Mustmaster GWG-1000. Và trên tay của mình đó chính là chiếc Mustmaster GWG-1000 bản phối màu DCG thuộc team Desert Camouflage, cũng là một cái bản phối màu mà chiếm được khá là nhiều tình cảm của anh em cộng đồng những người đam mê dòng đồng hồ Casio G-Shock này. Mustmaster của chúng ta không phải đơn thuần chỉ nổi tiếng với cái tên, mà vì sao nó lại nổi tiếng như vậy thì chúng ta cùng điểm qua những cái điểm nổi bật cũng như là thiết kế và các tính năng của GWG-1000 các bạn nhé. Cái tên Mustmaster đó chính là một cái dấu ấn mà G-Shock, mà Casio dành tặng cho cái mẫu thiết kế đồng hồ này. Đây là một mẫu thiết kế mà dành riêng cho những cái chuyên gia hoặc là những công nhân làm việc dưới cái môi trường khắc nghiệt, những cái môi trường nhiều bùn đất, những cái môi trường mà nhiều bụi bẩn có thể ảnh hưởng tới cái cỗ máy của G-Shock. Thì Mustmaster ra đời để làm cái công việc đó là chống lại tất cả những cái bùn đất và những cái điều kiện khắc nghiệt đó. Trên cái phần bezel của GWG-1000 có những cái rãnh ở các góc này, các bạn có thể thấy đây là cái nơi mà bùn đất và bụi bẩn và nước bẩn là sẽ trôi ra khỏi cái mặt kính sapphire và không có để lại cái vết trên cái mặt đồng hồ, cái kính sapphire này. Rồi cái phần vỏ, cái phần bezel của chúng ta thì là cái phần cao su chịu lực, đó là kết hợp cùng cái hệ thống treo giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta có một cái khả năng chịu lực tác động cực kỳ tuyệt vời từ phía bên ngoài. Mustmaster còn được thiết kế với cái hệ thống nút bấm bằng kim loại ống trục. Cái loại này, nút này có một lớp đệm cao su bên trong và ngăn hoàn toàn bùn đất có thể len lỏi vào bên trong thân máy. Và những cái hệ thống nút này bằng kim loại và được gia công rất là đẹp, có những cái vân kim loại ở bên trên và tạo một cái cảm giác bấm rất là êm. Không thật sự quá nhẹ nhưng mà cảm giác bấm rất là êm các bạn. Rồi, khi mà nhìn vào chiếc Mustmaster này thì chúng ta cũng thấy, thật sự mà nói chiếc đồng hồ này khá là to. Thật sự là khá là to. Chiếc đồng hồ này có một cái kích thước đó là khoảng 59,5 cho toàn bộ cái phần độ cao như thế này, và cái chiều ngang như thế này tính luôn cả nút crown là khoảng 56,1, và cái độ dày của chiếc đồng hồ chúng ta là khoảng 18. Thật sự mà nói là khá là to, nên mình đánh giá là khá là to. Thì chiếc đồng hồ này thật sự phù hợp cho những bạn có cái cổ tay từ 17, 18, 19, 20 trở lên thì đeo chiếc đồng hồ này mới có cảm giác là đẹp và cân xứng. Chiếc đồng hồ này cũng được thiết kế và được phối màu theo cái họa tiết camo trên cái nền Tanks mã 1A5 thì rất là đẹp và rất là cân đối. Thì đó là lý do vì sao chiếc đồng hồ này thuộc cái team Desert Camouflage, là màu sa mạc đó các bạn. Cái màu camo rất là đẹp. Thì phần lồng dây bên trong thì là loại dây rất là êm, được gia công rất là êm, rất là mịn và có những cái lỗ thoáng khí cho cái thời gian các bạn đeo trong thời gian dài mà không có bị hấp cái hơi tay, là không bị hơi tay, ẩm hơi tay đó. Rồi, về cái phần khóa của GWG-1000 thì sử dụng loại khóa của Master, loại khóa dày lớn của Master. Band lock thì là bằng kim loại và có khắc những cái thông tin như là Protection G-Shock, rồi Water 20 bar là chống nước ở độ sâu 200m. Trên đây có ghi logo là Vi Retreat là chống rung động, Mars Retreat là chống bùng. Dĩ nhiên là cũng có water resist rồi các bạn ha. Ok, thì chúng ta nhìn một chút xíu về cái phần nắp lưng. Cái phần nắp lưng của GWG-1000 thì rất là sáng và được gia công rất là đẹp, có khắc cái logo là shock resist và tất cả những cái thông tin của cái model này, từ modem, tên đến cái chất liệu cấu thành lên cái iron plaque này luôn các bạn ha. Có cái phần LT nè, COM nè, multiband 6 display, touch solar, morse và light. Đó, rất đẹp. Ok, thì chúng ta có thể thấy trên mặt đồng hồ có bốn cái nút bằng kim loại, bốn cái ốc bằng kim loại này. Thì bốn ốc bằng kim loại này chỉ có một nhiệm vụ trang trí thôi. Nhiều bạn nghĩ rằng là cái phần ốc này sẽ đính cái bezel lên trên cái thân máy, nhưng mà thật ra không phải ha. Bốn ốc này chỉ dính lên trên bezel và để trang trí thôi. GWG-1000 có một cái viền bằng kim loại rất là sáng bóng ở đây các bạn ha. Thì cái viền này nó có hiển thị tất cả những cái tên của những cái thành phố, tên những cái múi giờ đó các bạn. Thì chúng ta sẽ xác định cái múi giờ của GWG-1000 là qua cái những cái viền, những cái thông số trên cái viền kim loại này. Một tí xíu nữa phần thông tin mình sẽ nói rõ hơn.
Ở trên cái dial chính của GW1000 thì là cái phần analog và digital kết hợp, nên chúng ta vừa có kim và vừa có số điện tử. Thì kim của GW1000 là loại kim phản quang nha các bạn nha, là kim phản quang. Ở dưới cái môi trường thiếu ánh sáng thì cái phần kim và phần số sẽ được phản quang lên các bạn, sẽ phản quang giúp cho các bạn nhận biết trong cái môi trường thiếu ánh sáng. Dĩ nhiên là cái ánh sáng phản quang này cũng cần có một cái thời gian sạc sạc hay là tiếp xúc với ánh sáng và hấp thụ đủ cái ánh nắng đó, ánh sáng đó thì nó sẽ sáng cho cái môi trường bóng tối, sáng cho môi trường bóng tối, cloud in the dark đó các bạn. Rồi, ok. Các bạn có thấy không, phần kim của mã DC này thì màu phối màu cam, rất là đẹp, rất là nổi bật. Rất là nổi bật luôn. Ở dưới chúng ta thấy có một cái ô lớn, thì cái nơi này là cái nơi hiển thị là vừa cái thứ nè, WE là từ quyết tắc của từ Wednesday là thứ tư ha. Bên đây là ngày và một cái là ngày là tháng 12 và ngày 12. Và cái phần ô này chúng ta có thể thay đổi bằng cái nút display ở đây. Khi ta bấm vào cái display thì cái phần này thông tin sẽ thay đổi tí xíu. Bây giờ nó chuyển sang một cái đồ thị áp suất không khí là thuộc cái barometer đó các bạn. Và chúng ta bấm vào một lần nữa thì sẽ hiển thị sang cái giờ điện tử, cái giờ digital. Đây là cái giờ và đây là phút và cái phần cuối cùng sẽ là giây. Nó sẽ thay đổi cái phần display này. Đó. Mình thường hay để ở đây vì là mình có đồng hồ kim để xem giờ và một cái ô cái display đây để mình xem về cái thứ và cái ngày trong tuần, cái ngày và cái thứ trong tuần. Rồi chúng ta có một cái ô nhỏ ở bên đây, có một cái kim nhỏ thì đây chính là cái phần mod hand của hay là cái kim súp đó của GW1000. Thì cái kim này sẽ chỉ vào cái chế độ hiện tại, cái chế độ xem hiện tại của chúng ta trên đồng hồ. Ví dụ như là chúng ta có chế độ xem của cái barometer nè, khí áp nè, temperature là phần nhiệt kế, chúng ta có record là lưu lại những cái thông tin từ đồng hồ, ST là stopwatch, TR là timer đếm ngược, AL là alarm báo thức, WT world time giờ thế giới. Đó là những cái chế độ xem trên đồng hồ của chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có những chế độ khác như là compass và la bàn và altimeter là đo độ cao nữa. Còn đó phần tính năng chúng ta sẽ nói sau ha. Thật sự mà nói thì tổng thể của GW1000 rất là đẹp. Và một cái phần mình rất là thích ở nhà mệt đó là mình có hai cái wing ở dưới đây. Các bạn thấy không? Hai cái wing màu đen ở dưới đây nè. Thì khi các bạn đeo trên tay đó, hai cái wing này sẽ giúp ôm sát cái cổ tay của chúng ta. Các bạn có thể thấy không? Đây là GW1000, cảm giác rất là to nhưng khi đeo lên tay thì rất là ôm hai con sát này. Trên tay của mình hiện tại đang đeo một chiếc GW1000 phiên bản 1A thì các bạn có thể thấy nha. Rất là ôm sát cổ tay luôn và không hề có lúc lắc lư gì hết. Rất là thoải mái, rất là êm. Rất là thích. Rồi, về cái viên pin của GW1000 thì sử dụng cái loại pin Touch Solar. Thì cái Touch Solar này đó là loại pin năng lượng ánh sáng. Chúng ta có thể đeo đồng hồ ở dưới một cái lượng ánh sáng, không cần phải là ánh sáng mặt trời mà chỉ cần là ánh sáng đèn thôi, thì cũng sẽ sạc cho chúng ta, một cái thời gian sử dụng rất là dài luôn các bạn. Ok, đó là về cái phần thiết kế. Thì mình có thể đánh giá là GW1000 là một chiếc đồng hồ cực kỳ hầm hố, cực kỳ ngầu và cực kỳ đáng sở hữu. Đây là một trong những model mà mình rất là thích trong cái bộ sưu tập của mình, GW1000 mã DC. Đó, rất là thích, rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ của mình đang cầm trên tay thì cũng là một cái bản phối màu hiếm nha các bạn nha. Bản hiếm này hiếm, cũng rất là nhiều bạn đang săn lùng cái thiết kế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến tới cái phần những cái phần tính năng nổi bật của GW1000. Để tiết kiệm cái phần thời gian thì mình sẽ không nói nhiều ở những tính năng cơ bản như là đếm giờ rồi báo thức này kia nọ, nhưng mình sẽ nói nhanh khi mà mình lướt qua các bạn nha. Bây giờ ở chế độ hiện tại chúng ta đang xem đó là chế độ time keeping. Và chúng ta sẽ bấm vào cái phím mode ở dưới đây để chuyển sang những cái chế độ khác. Mỗi một lần, kim súp sẽ bắt đầu chỉ vào cái chữ barrel. Barrel là barometer, là đồng hồ chúng ta sẽ hiển thị một cái đồ thị khí áp và cái tiêu chuẩn khí áp ở bên đây. Thì cái khí áp này thì cũng như những cái chiếc đồng hồ đo khí áp khác thì có một cái đồ thị. Mỗi một chấm như vậy là hiển thị cho khoảng 2 giờ đồng hồ. Và nếu mà chúng ta thấy có một cái cột mốc đi lên như thế này thì trời đang ở cái nhiệt độ ổn định và không có những cái dấu hiệu của mưa. Nhưng nếu mà có những cái khí áp mà cái biểu tượng mà chấm chấm này nó hiện xuống đó thì trời sẽ có thể mưa hoặc áp suất không khí sẽ giảm, có thể là sẽ có bão hay là có thể là có cái luồng áp suất không khí lạnh hay vân vân. Thì đây là cho các bạn để báo, có là cảnh báo cho các bạn hoặc là tổng kết cái thời lượng khí áp đã vượt qua. Chúng ta bấm mode một lần nữa để chuyển tới temp, là từ viết tắt của temperature. Thì cái temperature này là cái đồng hồ là cái báo về nhiệt độ môi trường cho chúng ta.
thì trên đồng hồ hiển thị ha 28,4 độ C. Đó là cái nhiệt độ hiện tại trên phòng mà chiếc đồng hồ của chúng ta tổng kết và cho ra được một cái kết quả này. Thì cái kết quả này thì đồng hồ chúng ta cho đó là một cái kết quả mang tính chất tương đối. Đó là sau khi mà đồng hồ chúng ta tổng kết cái phần áp suất không khí nè, rồi nhiệt độ môi trường xung quanh bằng những cái con chip sensor ở đây, sẽ cung cấp cho chúng ta một cái thông số là về cái chiếc đồng hồ đưa ra kết quả cuối cùng, nhưng cũng mang tính chất gọi là tham khảo thôi, nhưng các bạn đừng quá xét nét tính chất cái tính năng này nha. Rồi chúng ta một lần nữa chúng ta bấm vào mode ha, thì chúng ta sẽ chuyển tới record, là cái nơi mà lưu lại những cái thông số của chúng ta lưu trên đồng hồ, ví dụ như là cái sự kiện nó diễn ra vào lúc mấy giờ đó, chúng ta lưu lại cái sự kiện này, và cái độ cao cao nhất của chúng ta đã từng đi là bao nhiêu, rồi cái độ cao thấp nhất là bao nhiêu, vân vân vân. Nói chung là lưu lại một chút xíu phần memo pass luôn. Chúng ta đến với STW, là viết tắt của từ stopwatch, hay là đồng hồ đếm thể thao chúng ta, đồng hồ đếm giờ thể thao. Cũng giống như những tính năng khác, chúng ta bấm vào cái phím OT ở đây đó để kích hoạt, để bắt đầu chạy. Một lần nữa để dừng, chúng ta bấm vào phím COM ở trên đây để reset về 00, đơn giản ha. Rồi chúng ta đến với tính năng tiếp theo là timer. Rồi chúng ta, cái tính năng này là cái tính năng đếm ngược cho chúng ta, thì trước khi sử dụng tính năng này chúng ta cũng phải setup cái giờ cho cái tính năng này để nó đếm ngược đúng với cái giờ mà chúng ta mong muốn. Nhưng mà ở những chiếc đồng hồ phổ thông khác thì chúng ta chỉ cần giữ cái phím thường ở trước đó, cái phím adjust ở đây, nhưng bây giờ là display các bạn nha, thì các bạn chỉ giữ cái phím adjust này trong 3 giây để chúng ta bắt đầu chuyển vào thay đổi. Nhưng đối với những model như GW1000 thì chúng ta đã bắt đầu được trang bị thêm một cái phím crown ở đây, là cái phím giống như là adjust hay là truy cập vào setting của cái option đó. Chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta phải vặn cái crown này ra. Đối với GW1000 là chúng ta phải vặn một số vòng. Sau đó chúng ta thấy cái nút này nó bật ra, thì chúng ta sẽ lôi cái nút này ra một cách nhẹ nhàng. Các bạn nhớ nha, nhẹ nhàng tình cảm thôi nha, đừng có quá thô bạo ha. Rồi chúng ta nghe một tiếng beep thì bắt đầu cái số này nó bắt đầu nhấp nháy nè. Đó, cái số này nó nhấp nháy là cái số phút nhấp nháy. Thì chúng ta sẽ dùng phím round này để tăng chỉnh, vặn để tăng chỉnh. Đó, vặn để tăng chỉnh. Chúng ta có thể vặn từng nhịp hoặc là chúng ta có thể vặn nhanh, để cái số nó tự quay nhanh hơn các bạn nha, tự auto quay luôn cho các bạn luôn ha. Rồi sau khi các bạn đồng ý thì các bạn bấm vào. Rồi đồng hồ của chúng ta sẽ kích hoạt cái chế độ đếm ngược này ở cái mức là 60 phút, cũng bằng cái phím OST này luôn. Bấm, rồi kích hoạt ha. Bấm một lần nữa để dừng và bấm một phím COM để reset. Đó là các bạn chỉ dùng phím round. Nhớ các bạn nha, cái phím round này chỉ dùng khi các bạn cần setup, cần điều chỉnh một cái thông số gì đó. Đó, chuyển đến một tiếp theo. Chúng ta chuyển đến alarm là báo thức, cũng chúng ta cũng kích hoạt bằng cái phím display ở đây, bấm vào đồng hồ hiện on, bấm kêu từng off. Chúng ta có những cái múi giờ alarm 1, alarm 2, alarm 3, alarm 4, alarm 5, signal. Rồi, chúng ta SIG signal đó các bạn. Và các bạn cũng muốn điều chỉnh cái giờ này, các bạn cũng phải giật cái phím round này ra. Đó, đồng hồ bắt đầu nhấp nháy. Chúng ta bấm vào mode một lần nữa để chỉnh giờ. Mấy giờ các bạn thức thì các bạn vặn phím round này ra. Vặn phím round này điều chỉnh theo đúng cái giờ mà các bạn mong muốn. Bấm lại để xác định, xác nhận, confirm các bạn ha. Rồi, chúng ta bấm cái này để cho về off. Mới một lần nữa chúng ta đến với WT hay là Walk Time đó các bạn. Thì cái Walk Time này đó là nó sẽ hiển thị khi mà chúng ta chuyển đến cái mode Walk Time này, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái kim dây nó sẽ chỉ, các bạn lại nhìn lại ha, cái kim dây ha, nó sẽ chỉ tới một cái thành phố, tên thành phố, nhanh thôi, tí xíu thôi các bạn. Đây các bạn nhìn nha, Walk Time đây, kim dây sẽ chỉ tới SYD, đó là Sydney, đó là cái múi giờ sẽ là Sydney. Nha các bạn nha. Thì là cái múi giờ ở trên đồng hồ của chúng ta, đồng hồ cái kim đó thì là cái giờ ở Sydney. Còn cái giờ ở dưới đây thằng digital đó thì nó sẽ là cái giờ gọi là cái giờ home time, HT là home time. Và chúng ta có thể chuyển đổi ngược lại bằng cách chúng ta giữ vào cái phím display này. Chúng ta thấy cái chữ CT thay đổi và chúng ta nghe beep một cái đó. Thì bây giờ đó ha, cái giờ nó bắt đầu thay đổi. Chuyển sang đúng cái giờ với Sydney luôn. Cái home time sẽ là cái giờ của Sydney. Và còn cái kim sẽ là cái giờ của chúng ta hiện tại, đó là khi chúng ta chuyển đến nước Úc. Nhưng mà chúng ta có thể convert lại để quay ngược lại city, thay đổi. Rồi, chúng ta quay lại ngược lại. Rồi, ok, chúng ta chuyển sang mode tiếp theo. Receive là cái phần của multiband 6, đó là xác nhận cái giờ, confirm cái giờ qua cái sóng radio mà ở Việt Nam chúng ta không dùng. Các bạn có thể xem ở cái bài nói về multiband 6, mình sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Bấm một lần nữa chúng ta trở về với timekeeping. Thì đây là cái những cái tính năng cơ bản ha các bạn ha. Và GWG1000 chúng ta ngoài ra còn trang bị được cái triple sensor, nên ngoài cái barometer và temperature ra thì chúng ta vẫn còn có thêm cái compass nha các bạn. Nó là bàn, chúng ta bấm một com. Đồng hồ chúng ta kim dây sẽ bắt đầu quay một vòng và dừng lại ở một vị trí. Cái vị trí đó chính là hướng bắc của chúng ta. Và trước mặt chúng ta để đồng hồ song song với mặt đất. Thì trước mặt của chúng ta đó chính là cái 12 giờ nha các bạn, 12 giờ. Cái hướng này. Đó chính là cái hướng của chúng ta. SW, SW đó chính là cái hướng tây nam nha các bạn nha. S là south là hướng nam, W là west là hướng tây, có nghĩa là hướng này là hướng tây tây nam. Nha các bạn ha. Và khi các bạn xoay đồng hồ thì cái hướng cũng sẽ thay đổi trên cái mặt đồng hồ luôn. NW, N là north hướng bắc, W là west, có nghĩa là hướng này là hướng như vậy, tây bắc. Đó, thì các bạn quay như thế này, đồng hồ sẽ hiển thị chữ N. Đó, khi các bạn xoay, đồng hồ sẽ bắt đầu xoay theo các bạn ha. Và cái hướng trước mặt các bạn là hướng này, đó, lúc nào cũng là cái hướng của cái chữ G-Shock này luôn. Và kim dây của chúng ta 100% luôn chỉ hướng bắc các bạn nha, kim dây không bao giờ chỉ hướng khác, các bạn nhớ điều đó nha, kim dây luôn chỉ hướng bắc. Ok, chúng ta thoát ra, bấm vào mod một lần nữa trở về với lại timekeeping. Ở đây chúng ta bấm vào phím LT. LT ở đây thì là cái bộ đếm độ cao của chúng ta. Đó là khi chúng ta ở một cái vị trí nào đó, chúng ta muốn đếm độ cao của cái tòa nhà này nó tương đương khoảng bao nhiêu, tính chất tương đối khoảng bao nhiêu, thì chúng ta đưa cái số này về không, giật cái nút ground ra và chúng ta vặn cho nó về không. Sau khi nó về không rồi chúng ta bấm vào là vị trí chúng ta đang đứng hiện tại là vị trí số 0, vị trí xuất phát nha các bạn nha. Thì các bạn bắt đầu bước từ đây, các bạn đến lên cái tầng hoặc lên tới cái vị trí mà các bạn muốn thì độ cao này sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái áp suất không khí cũng như là cái độ cao ở cái khu vực đó mà nó sẽ cho chúng ta một cái kết quả ở dưới đây để đo đạt. Đó, ví dụ như vậy, ví dụ như các bạn có muốn khoe với ba mẹ là con ở thành phố, con làm ở tòa nhà 81 tầng đó, con làm ở trên đỉnh 81 tầng, con chơi với mấy con chim trên đó, thì ở đó là cái độ cao bao nhiêu, thì các bạn dùng cái này để các bạn đếm để các bạn về các bạn nói cho ba mẹ biết. Nhiều bạn cũng rất là vui khi nói rằng là các bạn sử dụng cái tính năng này ở trong máy bay á, thì tại sao không có cho cái độ cao chính xác. Thì xin thưa với các bạn rằng là như thế này, đồng hồ chúng ta sử dụng cái con cảm biến, cái chip cảm biến á, có con sensor đó, để là cho chúng ta một cái kết quả, lấy cái áp suất không khí từ cái vị trí này, thì cái độ cao nó cũng được xác định tùy vào cái áp suất không khí. Nên là khi các bạn ở trong khoang máy bay đó, thì chúng ta đang ở trong một cái nơi mà có cái phần điều áp không khí rồi, nên cái không khí ở trong máy bay là cái đã được điều áp, đã được tăng chỉnh rồi, nên đồng hồ chúng ta sẽ không có cho chúng ta một cái kết quả như là thực tế. Đó là vì lý do vì sao chúng ta lên máy bay chúng ta không có biết được cái giờ giấc này, cái độ cao này. Rồi ok, chúng ta bấm mode một lần nữa để chúng ta thoát ra khỏi cái altimeter. Thì đó là toàn bộ những cái tính năng của một chiếc GWG1000 Mod Master. Là điểm lại nha, chúng ta có la bàn nè, chúng ta có độ cao nè, chúng ta có áp suất không khí, chúng ta có nhiệt độ môi trường, đếm giờ, đếm ngược, báo thức và giờ thế giới. Đó là những cái tính năng cơ bản của Mod Master, một chiếc Mod Master. Thì hiện tại trên thế giới hiện tại của cái bộ sưu tập G-Shock thì GWG1000 là cái model cao nhất của dòng Mod Master. Có lẽ là năm 2019 hoặc năm 2020 chúng ta sẽ chào đón một model mới là GWG2000. Thì không biết là có hay không, thì đây chỉ là tin đồn thôi. Nhưng hiện tại GWG1000 là model cao cấp nhất của nhà Merc. Và thấp hơn GWG1000 là chúng ta có GG1000. Mình đã từng làm cái review GG1000 rồi. Các bạn có thể tìm trên cái tường của kênh Vietnamese G-Shock Reviewer để xem về GG1000. Và sau GG1000 là chúng ta có Merman là GW9003 đó, hoặc là G9003 đó là Merman, thì cũng thuộc nhà Merc. Nhưng mà cuối cùng thì chốt lại thì GW1000 vẫn là model cao cấp nhất của nhà Merc Master hiện tại, tính đến thời điểm hiện tại các bạn nha. Rồi ok, mình đã nói qua về cái phần tính năng của GW1000 và những điểm nổi bật. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm sơ sơ qua về cái cách hướng dẫn sử dụng và tinh chỉnh GW1000 như thế nào. GW1000 là model Master và hoàn toàn khác với GG1000 và cái cách tinh chỉnh luôn. Nếu các bạn quen với cách tinh chỉnh phổ thông rồi thì các bạn nên tìm hiểu một tí xíu về cái cách tinh chỉnh của GW1000. Thì tinh chỉnh như thế nào ha các bạn ha. Nhớ về cái nút ground này. Khi các bạn cần chỉnh bất cứ vấn đề gì phải giật cái nút ground ra, và khi để xác nhận các bạn đóng nút ground lại. Ở
ở timekeeping các bạn muốn chỉnh giờ, các bạn phải xoay nút round ra, sau đó chúng ta để đồng hồ ở đây. Ok ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu giật cái nút round ra. Giật cái nút round ra. Tick. Kim sẽ bắt đầu xoay một vòng và ngừng lại ở cái múi giờ hiện hành của chúng ta, BKK là múi giờ Bangkok, và ở cái phần display này hiển thị cái từ city. Có nghĩa là chúng ta xác định cái thành phố mà chúng ta đang ở bằng cách là chúng ta xoay cái phím round này. Chúng ta dừng ở đâu thì giờ sẽ xoay để tương ứng với cái giờ ở đó. Nhưng mà mình ở Bangkok thì mình xoay đúng cái giờ Bangkok thôi. À, xoay một vòng và dừng lại đúng với cái giờ Bangkok chúng ta. Đây là cái phần city các bạn nha, nhớ nha, không bấm gì ha. Giật ra để đó là hiển thị city để các bạn tinh chỉnh cái múi giờ hiện tại của chúng ta. Và bây giờ chúng ta muốn chỉnh những cái setting khác đúng không? Các bạn sẽ bấm vào cái phím, một cái phím mode ở dưới đây, một phím. Các bạn sẽ chuyển sang là DST. Đó là DST là cái giờ mùa hè chúng ta không dùng ha. Hoặc là chúng ta có thể kích hoạt bằng cách chúng ta vặn cái phím chúng ta không dùng thì chúng ta bỏ qua đi không nói. Chúng ta chuyển sang một cái tiếp theo, đó là phần key. Đó là cái những cái tiếng bíp bíp. Hoặc là chúng ta dùng cái phím ground này nè. Chúng ta xoay một vòng, nó chuyển sang là mood. Xoay một vòng nữa, chuyển sang key. Các bạn cũng có thể thấy khi các bạn vặn, các bạn cũng cảm thấy là cái nút ground này nó rung lên nhẹ nhẹ và nghe một cái tiếng bạc bạc bạc. Đó là chúng ta thay đổi. Chúng ta để key ha. Tiếp theo một lần nữa chúng ta chuyển sang nó auto và để một cái hình như là hình mặt trời, đó là phần auto line. Ở những thiết bị khác, những cái đồng hồ khác chúng ta kích hoạt auto line bằng cách giữ phím line đúng không? Nhưng mà đối với GW1000 là chúng ta vặn cái này, chuyển vào đây chúng ta vặn cái này và chọn sang on. Đó là chúng ta kích hoạt cái auto line. Được, thấy không? Đó. Rồi ok. Đây là LT line, là thời gian sáng của đèn, 3 giây hay 1 giây hay 3 giây thì các bạn vặn. Các bạn có thể vặn xuôi, vặn ngược, vặn bất cứ cái nào các bạn muốn đều có thể thay đổi được cái thông tin này các bạn nha. Rồi chúng ta chuyển sang một nữa, nó là 24, đó là 24 giờ hay 12 giờ, chúng ta có thể vặn 24 hoặc là 12 tùy các bạn. Đó. Một lần nữa chúng ta đến với power save. Đó là cái chế độ tiết kiệm pin của đồng hồ cũng tăng và giảm bằng cách vặn phím brighter luôn. On up up. Đây mình để on để tiết kiệm pin. Tiết kiệm pin ở đây đó là khi chúng ta không sử dụng đồng hồ và để đồng hồ trong một cái môi trường tối không có ánh sáng tiếp xúc thì đồng hồ của chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang chế độ ngủ hay chế độ tiết kiệm pin đó. Sẽ giúp cho đồng hồ chúng ta tiết kiệm pin trong cái quá trình mà chúng ta không sử dụng tới. Đó, ok. Rồi chúng ta vẫn để đó nha. Bấm một lần nữa, chúng ta chuyển về tới city. Nghĩa là chúng ta đã kết thúc cái phần tinh chỉnh những cái phần đó rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cách để chỉnh giờ các bạn ha. Chỉnh giờ như thế nào? Thì cũng ở đây, mình làm lại nha. Ok. Ở timekeeping, vặn nút round ra, giật nút round ra một phát. Kim chỉ city ha. Kim chỉ city các bạn nha. Rồi ok, city ha. Các bạn bấm vào phím display ở đây. Đây, bắt đầu chuyển sang hour and min. Cái này là hour là giờ, min là phút. Bây giờ các bạn vặn cái kim này nhẹ nhẹ thôi. Đó, cái giờ nó sẽ thay đổi các bạn ha. Nó sẽ thay đổi, rồi chúng ta sẽ dặn giờ theo cái kiểu chỉnh giờ truyền thống như những cái đồng hồ ngày trước. Đó, chúng ta chỉnh giờ sao cho chúng ta ưng ý với cái giờ nào đó. Rồi, cái hour and min này rồi, chúng ta bấm một lần nữa. Chúng ta bấm vào cái phím mode ở dưới đây. Chúng ta chuyển sang hour. Đó, hồi nãy là min ha. Bây giờ là hour nè, đó. Lên là giờ nè, chúng ta vặn luôn. Đó các bạn. Rồi, chúng ta bấm một lần nữa. Chúng ta chuyển tới cái phần giây. À, xin lỗi, cái số 18 này, xin lỗi các bạn nha, mình nhầm. Đây là cái phần năm. Đó năm 2018, viết tắt của cái số 18. Số 2000 nó nhỏ quá, nó chật quá nên nó chuyển sang là số 18 là năm. Rồi, mỗi một lần nữa chúng ta chuyển sang thứ và ngày. À, ngày và tháng. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang về lại với hour and min. Và các bạn lưu ý một điều nha, khi chúng ta ở cái phần hour and min á, kim dây của chúng ta sẽ chỉ một là cái chữ A, hai là cái chữ B, có nghĩa là AM và PM. Thì hiện tại đang là tối nên kim dây sẽ chỉ chữ B, nó là PM. Và khi các bạn đồng ý với cái múi giờ này rồi, các bạn bấm vào thì kim dây dù đang ở bất cứ đâu sẽ chạy về vị trí là không giây các bạn nha. Bấm vào cái kim dây sẽ quay một vòng và chạy về với không giây. Đó, bắt đầu 1 giây, 2 giây, 3 giây. Các bạn nhớ lại, nhìn lại nha. Ok, giờ phút nè, bấm một cái kim dây sẽ vẫn quay về mắt một, bắt đầu từ 1, 2, 3 luôn. Đó, các bạn thấy không? Rồi vậy là chúng ta đã chuyển sang cái phần chỉnh giờ và chỉnh phút và chỉnh ngày, chỉnh tháng, là cái phần setting của GW. Và nói thêm một chút xíu về cái nút ground này, đây là một cái nút quyền lực của cái con GW này. Và khi các bạn cần phải tinh chỉnh bất cứ một cái thông số gì đó trên đồng hồ thì các bạn dùng cái nút ground này hết. Ví dụ như các bạn ở altimeter ha, các bạn dứt ra để chúng ta tinh chỉnh cái phần độ cao. Và khi chúng ta dứt ra như thế này, chúng ta bấm vào đây để chúng ta chuyển sang những cái thông số của GW và chuyển sang cái unit. Chúng ta có thể chuyển từ mét thành feet, chuyển về mét. Đó, các bạn thấy không?
Rồi, rất là quyền lực luôn. Và cái nút quyền lực này cũng là cái nút chết cho cái GWG 1000. À, theo như tìm hiểu của mình thì có một số chiếc GWG 1000 bị vô nước rất là nặng. Đó là lý do là các bạn gỡ giật cái nút rao này ra nè. Đó, các bạn giật cái nút rao này ra. Các bạn setting xong các bạn ấn vào confirm và các bạn quên xoay cái nút rao này lại. Đóng cái nút rao này lại đó các bạn. Thì chúng bạn để như thế này, khi các bạn vào cái môi trường nước thì nước nó sẽ xâm nhập vào đồng hồ chúng ta thông qua cái cổng của cái nút rao này. Nó hơi nguy hiểm một tí, tại vì cái nút rao này thực ra chỉ là một cái cây kim đó, nên là nước có thể vào cái phần này, đó là gọi là cái nút chết nữa. Nên các bạn chú ý ha, khi các bạn hoàn tất việc setting thì các bạn phải khóa cái nút rao lại bằng cách là chúng ta ấn vào và chúng ta xoay ngón tay một vòng nhỏ. Thì sau đó là có nghĩa là nút rao này đã ăn với cái bánh răng, cái răng rồi, chúng ta bắt đầu xoay. Xoay khi nào mà chúng ta cảm giác là hơi chật chật thôi, đừng chật quá nha, chật quá đến lúc các bạn gỡ ra nó hơi khó, vừa chật vừa đủ thôi, vừa khít thôi, để cho đồng hồ chúng ta fix thôi là được rồi đó các bạn ha. Rồi, vậy là mình đã nói sơ qua về cái phần review về cái chiếc đồng hồ GWG 1000. Thì chốt lại thì đây là một chiếc đồng hồ là phiên bản cao cấp nhất của nhà MERS Master, mà tất cả bạn nào có cái size tay to và yêu thích cái dòng MERS Master này đều muốn được sở hữu chiếc đồng hồ này. Nếu mình xác nhận thì mình xác định được vấn đề đó, và nhất là cái bảng phối màu tuyệt vời, là cái bảng phối màu DC như thế này nữa thì ai mà có thể từ chối cái bảng phối màu này, đúng không ạ? Rồi, ok, thì qua cái đoạn video clip này mình cũng có thể đánh giá thêm, thì thật chất mà nói thì chiếc GWG 1000 có những cái bảng, những cái phần nâng cấp thêm như là triple sensor này kia kia nọ, nhưng mà cái phần setting và cái phần cài đặt nó hơi khó cho một số bạn lần đầu tiên sử dụng chiếc đồng hồ này. Nhưng nếu mà khi các bạn sử dụng quen rồi thì cũng không có vấn đề gì mà để bàn cãi. Một chiếc đồng hồ với đầy đủ những cái tính năng cho các bạn la bàn, độ cao, áp suất không khí, nhiệt độ môi trường, một chiếc đồng hồ như vậy thì không còn gì để đòi hỏi thêm nữa. Dĩ nhiên với G-Shock chúng ta còn nhiều tính năng khác và còn nhiều điều bất ngờ khác nữa, nhưng điều đó sẽ đến với những cái model tiếp theo chứ không phải là MERS Master. MERS Master của chúng ta dừng lại ở cái cột mốc đó là triple sensor, kính sapphire, nhưng dây của MERS Master của chúng ta không phải là dây carbon như những dòng Master Graffiti, Graffiti Master, dây chỉ là dây cao su chịu lực siêu bền thôi. Có thể là ở phiên bản được nâng cấp tiếp theo là năm 2020, dự định năm 2020 GWG 2000 chẳng hạn, thì sẽ có những cái tính năng mới, những cái điều nâng cấp mới, và chúng ta sẽ trông chờ vào điều đó. À, những bạn nào yêu dòng MERS Master này chắc chắn sẽ trông chờ vào điều này rất là nhiều. Ok, và nói tới đây thì cũng là lúc mà chúng ta phải kết thúc cái đoạn video clip về việc review và hướng dẫn sử dụng chiếc MERS Master GWG 1000 DC của chúng ta rồi. À, ở những đoạn video clip tiếp theo mình sẽ làm bài review về so sánh giữa GWG 1000 và model đàn em GG 1000, cũng như là so sánh GWG 1000 cùng với Graffiti Master GBW 1000 2000. Các bạn nhớ đón xem nhé. Nếu các bạn cảm thấy đoạn video clip này hay, hữu ích thì các bạn nhớ subscribe, like và chia sẻ giúp cho mình. Điều đó sẽ là một cái điều động viên và cổ vũ tinh thần rất là lớn đối với mình và kênh. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ là giúp cho kênh hoàn thiện và có những đoạn video clip mới trong tương lai tốt hơn, chất lượng hơn. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong suốt thời gian qua, và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ với gia đình. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.